Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alime China. Trong tập 160 của Đấu Đế Đại Lục, Lôi Thần nhìn lại cơ bắp của mình. Hắn khen cơ bắp khiêu chiến đúng chân lưng. Chuyển sang tập 161 của Đấu Đế Đại Lục, Lôi Thần từ 2m trở thành ông già. Ông cho toàn bộ người bắt đầu đi vào đại sảnh. Hiện tại Lôi Hồ nói chuyện với chủ nhân Lôi Thần ở một chỗ khác của ngôi nhà trong khu di tích. Rất nhiều người đang có mặt, không rõ ai sẽ nhận được truyền thừa. Tuy nhiên Lôi Thần cho biết lần này sẽ có người truyền thừa. Khi Tiêu Viêm nhìn rất giống cô gái năm xưa. Lúc này Tiêu Viêm cho mọi người đi vào đại sảnh. Họ đang quan sát trên những bức tường có các ký hiệu của Lôi Thần tu luyện đột phá đấu thần. Tiêu Viêm phát hiện có hai bức tranh, một bức là thần, một bức là ma. Hắn kể chuyện người mình gặp bên ngoài cũng chưa chắc là Lôi Thần, mà là ma hóa Lôi Thần. Hoa Bật Ngơ xem trong quyển sách cũng thấy ghi chép lại, nên mọi người khả năng sẽ phải đánh bại ma hóa Lôi Thần cấp bậc đấu thần. Phong Bạo đã lên tiếng, ở bức tường có một đường hầm. Mọi người đi xuyên qua đến một quảng trường có rất nhiều xác chết. Lôi Thần Tà Ác đang ngồi trên một cái ghế. Hai nhà Kim Thị và Bạch Gia cũng đến cái sân. Lôi Thần Tà Ác chào tất cả anh em đã đến khu di tích Lôi Linh Điện. Hắn tỏa ra mùi của tà ma chi khí. Đám người Tiêu Viêm hay Kim Thị và Bạch Gia đều lạnh toát pha này. Kim Trấn vội vã nói chuyện với Bạch Hy hãy cùng hợp tác đánh Lôi Thần Tà Ác, dù hai thằng mình là kẻ địch. Lôi thần hóa ma hay Lôi Thần Tà Ác tạo ra từ trên bầu trời một con rồng điện đánh xuống mấy chục người Kim Thị và Bạch Gia. Toàn bộ xung quanh dưới đất đá phát nổ. 50% người Kim Thị và Bạch Gia đã bị thương mất khả năng chiến đấu, còn 50% người đã chết. Chỉ có 3 người Kim Trấn, Bạch Phú Hy, Ngô Ngân Kiếm vẫn bình thường. Bây giờ Lôi Thần Tà Ác mới quay sang tấn công đám người Tiêu Viêm bằng sấm sét. Khiêu chiến hóa thành trạng thái con hổ cao vài trăm mét. Trạm Lão truyền âm với Tiêu Viêm hãy lấy Thiên Hòa Quỷ Linh Đinh Ấn chuyển hóa công pháp từ thần Hương Linh Quyết trong đơ. Do đó trên người Tiêu Viêm đã có lửa bọc trên người bay lên bầu trời đỡ sấm chớp. Ngô Ngân Kiếm dự đoán Tiêu Viêm sẽ bị đánh mất xác. Tiêu Viêm trên cơ thể có sét đã đánh một chưởng về phía Lôi Thần Tà Ác. Kim Trấn hay Bạch Phú Hy không tin Tiêu Viêm không làm sao hết mà còn phản đòn. Tiêu Viêm la to hai người Kim Trấn cùng với Bạch Phú Hy không ra tay đánh Lôi Thần Tà Ác. Toàn bộ mọi người đều phải chết. Kim Trấn cho ra một thanh kiếm sử dụng đấu kỹ kim quang chám, là cây kiếm phóng to vài trăm mét chém vào Lôi Thần Tà Ác. Bạch Vũ Hy tạo ra một bàn tay to mấy trăm mét. Khiêu chiến dùng tay đấm, Long Nghi hóa thành dòng tạo ra sóng âm. Phong Bạo tạo ra rất nhiều kiếm trên bầu trời. Tư Anh cũng phi đến cầm hai thanh đao chém liên tục. Thẩm Mục Nhi dùng roi vụt. Nam Nhân Minh trở thành trạng thái Lân Long Vương, hai tay hóa rồng. Hoa Bật Ngữ tạo ra sóng âm. Lôi Thần Tà Ác chống đỡ hết các đòn tấn công của mọi người xung quanh đã vỡ hết bụi bù. Tất nhiên Lôi Thần Tà Ác không bị làm sao hết. Hắn dùng tay tạo ra rất nhiều sấm chớp vào mọi người. Tiêu Viêm xin Trạm Lão hãy ra tay, nhưng Trạm Lão vẫn không phản hồi. Một người của Kim Thị bị tia sét đánh trúng nổ tung cơ thể. Khiêu chiến dùng cơ thể mình che cho đám người Hoa Bật Ngơ. Lôi Thần Tà Ác dùng tay bắn ra một đạo sấm sét vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đầu tiên một sao hậu kỳ dùng năng lượng Quỷ Linh Linh Ấn Thiên Hỏa dung hợp thành 5 màu đỡ đạo sấm sét. Tiêu Viêm đã bay về phía sau ngã vào tường. Lúc này một tia sét bắn về phía đám người Kim Trấn, Bạch Vũ Hy cùng Ngô Ngân Kiếm, khiến ba người chảy máu khắp người bè bét. Trở lại với Tiêu Viêm từ trên tường văng xuống mặt đất gãy xương. Lôi Thần dùng một tia sét đánh về phía đám người khiêu chiến. Tiêu Viêm xin Trạm Lão ra tay cứu mọi người, không hắn sẽ thiêu đốt sinh mạng trong chiến đấu. Trạm Lão truyền âm với Tiêu Viêm ông ra tay lần này, bí mật về tử thần Hương Linh Tháp sẽ bại lộ, Tiêu Viêm sẽ mất nhiều trong tương lai. Tiêu Viêm đồng ý. Do đó Trạm Lão nhập vào người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đứng dậy tỏa ra mùi của đấu thần. Điều này làm cho Kim Trấn, Bạch Vũ Hy bất ngờ về Tiêu Viêm dùng thuốc gì. Bạch Vũ Hy quyết định sẽ kết bạn Facebook làm quen với Tiêu Viêm. Hiện tại Lôi Thần đang ở một ngôi nhà quan sát. Ông đánh giá Tiêu Viêm có thể giết được Lôi Thần Tà Ác. Chuyển đến chỗ đám người khiêu chiến đã dùng đấu kỹ Thiên Cương Ly Huyền Chân, là truyền sức mạnh cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã sáng tạo ra độc kỹ Tịch Diệt Phả Quyền luôn. Trên tay Tiêu Viêm tạo ra 5 đấm lửa lao đến đấm vào Tà Ác Lôi Thần. Lôi Thần Tà Ác tạo ra hơn 1000 tia sét đánh vào Tiêu Viêm, toàn bộ xung quanh nát hết. Trở lại với Lôi Hồ báo cáo với chủ nhân Lôi Thần, Tiêu Viêm đánh bại được Tà Ác Lôi Thần, thì Lôi Thần cũng từ đó mà chết. Lôi Thần đang là một xương khô cho biết, ông đã chết từ lâu rồi. Giờ chỉ cần giữ được tâm ma Tà Ác Lôi Thần của ông hình thành, thì cũng đủ cho người khác kế thừa sức mạnh. Cho nên chỗ Tiêu Viêm và Lôi Thần Tà Ác vẫn đang còn 300. Tiêu Viêm dùng linh ấn tạo giáo giáp bọc cơ thể, còn trên tay sử dụng Đại Thiên Tạo Hóa Chấm, Hoàng Tuyên Thiên Nộ, Hoàng Tuyên Trưởng, Hoàng Tuyên Trí. Thiên Sích Võ Ảnh Thánh Thiên Liên Tiên. Do đó toàn bộ xâm chấp của Lôi Thần Tà Ác đã bị hóa giải. Lôi Thần Tà Ác đã dùng một chưởng mạnh nhất của mình đánh vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ vừa sáng tạo Tịch Diệt Phả Quyền, là dùng tay có 5 đấm lửa đánh vào Lôi Thần Tà Ác. Xung quanh tạo ra biển lửa và sét. Khiêu Chiến hóa thành con hổ cao vài trăm mét bảo vệ đám người Phong Bão. Còn ba người Kim Trấn, Bạch Phú Hy, Ngô Hồn Kiếm đã bay dính vào tường. Trở lại với Tiêu Viêm lùi lại về phía sau. Cánh tay phải của Tiêu Viêm đã gãy hết xương. Lúc này ở một căn phòng lôi hồ sở Tiêu Viêm thất bại. Nhưng Lôi Thần cho biết Tiêu Viêm đánh nát được 1000 đạo sấm chớp. Tiêu Viêm có tỷ lệ win trên 80%. Lôi Thần đấm một phát vào ngực mình phọt máu, khiến Lôi Thần Tà Ác đang chiến đấu với Tiêu Viêm cũng phọt máu mồm. Tiêu Viêm mở mồm trên la to cảm ơn Lôi Thần đã trợ giúp. Tiêu Viêm đã dùng tay trái phi đến đấm Tà Ác Lôi Thần. Tà Ác Lôi Thần cũng giơ tay lên chống đỡ. Cánh tay trái của Tiêu Viêm cũng gãy hết xương. Tiêu Viêm dùng tay phải bị liệt nhưng không phế. Hắn dùng tay phải đấm vào Lôi Thần Tà Ác. Tà Ác Lôi Thần bắn về phía sau dính lên tường ngã xuống đất. Tiêu Viêm phi đến đấm liên tục vào Tà Ác Lôi Thần chết. Trên người Tiêu Viêm chảy máu khắp người. Khiêu Chiến là to Tiêu Viêm đã giành thắng lợi. Tiêu Viêm đứng dậy, toàn bộ đám người Khiêu Chiến chạy đến xem tình hình của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đang ngất luôn. Hai người Khiêu Chiến và Thẩm Mục Nhi vội đỡ Tiêu Viêm. Trở lại với đám người Kim Thị và Bạch Gia còn sống sót. Họ cũng ngồi xuống hồi phục lại các vết thương. Ngô Ân Kiếm định lao đến giết Tiêu Viêm đang bị suy yếu. Kim Trấn cho Ngô Ân Kiếm không ra tay. Khi Tiêu Viêm đã cứu mệnh ngay, Ngô Ân Kiếm trình bày nên giết Tiêu Viêm ở giai đoạn này. Tiêu Viêm mà khỏe lại ai đánh nổi. Đến ngay cả Đấu Thần Tà Ác Lôi Thần cũng bị đánh bay. Ngô Ân Kiếm phi đến dùng tay đánh vào Tiêu Viêm. Khiêu Chiến hóa thành con hổ che cho Tiêu Viêm. Khiêu Chiến bay về phía sau. Ngô Ân Kiếm dùng tay đánh vào ngực trái của tim của Tiêu Viêm. Thẩm Mục Nhi dùng cơ thể hông trái che cho Tiêu Viêm, khiến bụng của Thẩm Mục Nhi trong bụng có một vết thủng, nhưng cô vẫn ôm Tiêu Viêm. Ngô Ân Kiếm trên tay xuất hiện một thanh kiếm. Hắn cầm kiếm đâm vào người Thẩm Mục Nhi. Hoa Bật Ngữ đang xem cái xác của Lôi Thần Tà Ác chết chưa. Hắn đã phi đến đỡ thanh kiếm của Ngô Ân Kiếm. Do đó Ngô Ân Kiếm nói chuyện ai cản giết Tiêu Viêm sẽ bị chém hết. Ngô Ân Kiếm sử dụng đấu kỹ Ngô Ngân Kiếm Chân. Vài trăm thanh kiếm đã đâm vào Hoa Bật Ngơ. Hoa Bật Ngơ đầu tiên 4 sao cầm một cây sáo đặt lên mồm thổi. Sóng âm được tạo ra đã ngăn cản những thanh kiếm. Hoa Bật Ngơ sử dụng đấu kỹ Sầu Thiên Khứ. Rất nhiều cánh hoa từ trên bầu trời rơi vào vài trăm kiếm ăn mòn biến mất. Nên Ngô Ngân Kiếm đầu tiên 5 sao sử dụng đấu kỹ Ngô Ngân Kiếm Trận Thiên Huyễn Mưa Kiếm, là hình thành rất nhiều thanh kiếm đằng sau lưng. Hoa Bật Ngơ rút cây kiếm màu đen có oán độc của mình cầm trên tay. Lúc này Ngô Ân Kiếm cho toàn bộ thanh kiếm bắn về phía Hoa Bật Ngơ. Hoa Bật Ngơ dùng kiếm của mình chống đỡ, kèm theo oán độc trên cơ thể bắn về phía Ngô Ân Kiếm. Ngô Ân Kiếm đã phọt máu mồm trên. Hắn phát hiện mình đã bị dính độc của Hoa Bật Ngơ. Ngô Ân Kiếm nhận thua trước Hoa Bật Ngơ, xin Hoa Bật Ngơ cho hắn thuốc giải. Nếu không cho thuốc giải, hắn sẽ tự bạo nổ nát xác với Hoa Bật Ngơ. Cảm ơn anh em đã xem hết video.